Các bạn, hôm nay Long sẽ gửi cho các bạn xem cái mẫu M2 4F 100 đời 970. Cái mẫu này nằm trong set là Titanium ha. Set này như là 6 chiếc, một set 6 chiếc. Thì nó có những con vô vegan hay là những con F100 Classic. Thì con này mình mua lại từ một collector. Cái màu titanium này cũng rất là đẹp, mà thấy mình mua full box luôn. Con này là mua Walmart, mà này mua ở trong Walmart và mình mua lại. Thì do cái dòng của M2 á là tất cả đều tháo ra được các chi tiết, các bạn thấy nè, nó là full detail á. Nếu mà chơi dòng classic á hay dòng Muscle Classic thì chúng ta nên chơi M2, mình thấy nó hợp lý. Thứ nhất thì về giá tiền, và thứ hai là độ chi tiết nó cũng ổn. Giá tiền thì nó tầm 200 mấy thôi, nhưng mà nó làm chi tiết xe Classic nó ổn nè. Và mở cửa, mở capo đầy đủ, và thậm chí nó có sàn, nó có cái sàn để xe trên xe, có hộp pica. Thì cái giá là 200 mấy thì nó quá hợp lý rồi. So với những dòng mà Greenlight, Hot Wheels này kia thì dĩ nhiên mỗi dòng nó có đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Mỗi hãng đều có những cái ưu điểm, khuyết điểm riêng, chúng ta không có bàn tới là so sánh. Nhưng mà ở đây thì so với cái giá tiền và cái giá trị nó mang lại thì mình thấy nó hợp lý. Thì bây giờ Lâm sẽ mở các bạn xem ha. Nếu mình chơi dòng Classic thì khóa chơi dòng M2 này. Cái dòng Outdoor thì làm nó gọi là True Scale. M2 Greenlight cũng là một dạng True Scale nha. Tại những cái dạng của nó tỷ lệ thuận với nhau, đúng cái chuẩn M2. Còn Còn M2 này thì nó sẽ cái scale nó là 1/4, nhưng mà nó form của nó lại bự hơn so với những cái dòng khác. Nó giống như Sada vậy đó. Sada ghi là 1/4 nhưng thật ra là cái scale của nó là 1/50 lần. 1/50, 1/55, 1/4, 1/60 lần. Thì cái này cái hộp mica đó còn rất đẹp. Con này hầu như mình trưng tủ mà. Lúc nào mình chơi đó. Như xe mình tập chơi là mình đúng rồi. Xe mình chơi là mình để trong tủ là gì. Cái màu titanium nè bạn. Đó, màu titanium nè, quá đẹp. Tháo cái sàn ra nè, ở đây có hai con ốc. Tháo hai con ốc này ra. M2 ngày xưa lúc mà nó mới ra nó làm rất là kỹ luôn á. Thì sau này nó bắt đầu có những cái chi tiết lỗi rồi. Những cái lỗi hơi linh tinh xíu, nhưng chúng ta chấp nhận được. Thì chơi M2 đáng giá hơn nhiều. Dĩ nhiên là xe nào chả có lỗi, không xe nào mà perfect hoàn toàn hết các bạn. Rồi, ta để quan bên. Cái sàn làm như cái sàn sửa xe vậy đó. Chân xe rất là đẹp. Nếu mà chúng ta chân trong tủ kính đó mà để cái sàn này quá đẹp. Đây cái logo chúng ta thấy là logo nè, titanium nè, titanium, rồi cái chữ F100 nè. Đặc biệt là những cái logo, những cái tem mà của M2 nó làm á, các bạn chụp macro đi sẽ thấy đầy đủ chi tiết nha các bạn. Chứ nó không có làm tầm bậy đâu, không làm mấy cục mực đâu nha. Custom nè, chữ custom làm rất là sắc nét nè. Các bạn mà dùng máy DSL mà chụp lên macro chắc chắn là sẽ thấy rõ ràng nét nào nét nào. Đây chữ for và biển số 1970, chữ for bên này cũng vậy luôn, cũng đối xứng luôn. Tay nắm cửa làm gì nè, quá chi tiết.
Titanium này, rồi cái logo F100 này. Rồi chúng ta qua mặt trước này. Mặt trước thì có chữ Ford đây, Ford ở trên cái capo đây. Capo mở được nha, đây mở capo. Đây. Mình thấy những cái xe mà pickup mà dạng như vậy nè, bán tải vậy nè. Cái này không có ánh sáng. Các bạn chưa biết máy làm rất là đẹp. Nếu bạn nào khéo tay thì thường mấy xe mở capo được, mà bạn nào mà rảnh mà khéo tay thì có thể là độ thêm capo điện đớm này kia trong này thì nhìn nó rất là đẹp. Thêm chi tiết cơ bản là nó cũng đã chi tiết rồi. Mình rất thích cái kiểu làm capo của M2 và Johnny Landing. Tại vì một số con Johnny Landing mà mở capo được nó làm cũng rất là chi tiết, rất là ổn. Và đặc biệt các bạn thấy cái bánh này. Cái bánh là bánh mỏng nha. Cái bánh là bánh mỏng. Ở một số hãng ấy, chẳng hạn Greenline nè, Greenline là ngày xưa là nó làm bánh đều nha, hết bánh dày hết. Sai. Tại vì có chiếc những cái chiếc classic này ấy, bánh là giống nó phải là bánh mỏng như vậy. Mỏng mỏng so với xe thôi. Dĩ nhiên là phải bự hơn xe thường. Cái bánh nó không có quá dày, và Greenline á, những con đời cũ nó làm bằng nhau hết. Con nào cũng như nào, xe tải xe không tải là nó đều dày như nhau hết. Nhưng mà sau này á, nó chắc nó cũng lắng nghe, nó không học hỏi thêm các hàng khác á, nó làm khác đi. Có một số cái như mấy con F350, mấy cái con mà đọt ra 3,5 là nó đều làm bánh mỏng nha. Có chiếc bánh mỏng, có chiếc bánh dày, chứ không phải con nào cũng bánh dày như xưa. Rồi làm kiến rồi tay kiến rồi. Tuy nhiên là có chi tiết đó làm thiếu ở đây là cái cửa kiến, cái tay kiến không có, để là phải có nha bạn. Đây mình mở ra nè, mở cửa đây là mở từ dưới lên đây nè. Đây. Chi tiết nội thất cũng làm rất là tốt. Ở đây nó có chữ Titanium ở chỗ cái cửa kính gió này. Titanium nó có nhiều series lắm, Titanium rồi Bootlegger, hay là những cái dòng mà Wild Animal của nó cũng rất là đẹp. Wow, rất là đẹp chi tiết bên trong. Cho mình quay bằng điện thoại nên dĩ nhiên là chi tiết nó không macro sát quá được. Mọi bạn có thể thấy nè, thấy rất là đẹp. Cái này cũng vậy, chúng ta sơn phết lại, nếu muốn độ chúng ta sơn phết lại thì nhìn rất là ok rồi. Bánh mâm xi nó giảm mạ rôm, nó giống như mạ rôm nè, rất là đẹp. Đóng cửa cũng rất là khích, bạn thấy cửa làm cũng rất là đàng hoàng nha, chứ không có bậy bạ. Nói chung thì đây là một chiếc xe đẹp. Mình có một cái phiên bản con F100 này nữa. Ở đây dưới gầm nó ghi nè, full metal hết nha các bạn, là gầm là bằng kim loại luôn nha. Ở dưới gầm thì nó có cái thông số xe nè, 1970 4F100 là có bản quyền nha, you under the license. Còn đây là cái năm sản xuất là 2016 nè, Castliner, tập đoàn Castliner. Cái mã số của xe, mã số của item á, item number á, made in China. Thì các bạn hỏi là tại sao là xe Mỹ, xe Anh này kia mà cứ made in China, thì đúng rồi, tại vì made in China nhân công nó rẻ, thì hầu như là xe mô hình làm ở Trung Quốc không à, những cái xe thương mại làm Trung Quốc. Còn những cái xe mà dạng làm thủ công hay là custom thì lại dạng khác rồi. Mà nó làm một chi tiết thiếu, nó là cái nắp sau, cái cửa sau nó không mở được. Nhưng mà nhìn chung thì đây là một chiếc xe rất là ổn. Mình rất thích cái mẫu này. Cái dòng Titanium này lên rất là đẹp, lên hình rất là đẹp nha. Con này như là mình chưa có chụp hình. Thì
Việt á, mình mua xe này từ bạn đạo quốc Việt, bạn này cũng đã chụp hình cái mẫu này rất là đẹp, chụp hình con này rất là đẹp, rất là sống động luôn á. Thì đằng trước là cái mặt cái lăng ở trước á, làm đèn đốm rất là ngầu. Cái con này mà ai mà độ khéo tay mà độ lại chút xíu nữa là nhìn rất là ok luôn, bản thân nó đã quá đẹp rồi. Rồi thì bây giờ là Long đã giới thiệu cho các bạn cái mẫu xe là M2 ha, Ford F100 9 đời 1970. Sắp tới mình có thể mình sẽ có một con, mình còn một con nữa, nhưng mà cái bản sàn 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 thấp, cái này bản sàn cao thì off road, còn cái bản kia là bản sàn thấp. Đó, thì mình sẽ review xe các bạn. Thì các bạn có câu hỏi nào cứ để ý ở bên dưới, comment bên dưới mình sẽ trả lời ha. Rồi, xin chào các bạn.